điều khiển trận đấu của trọng tài. Trọng tài thứ nhất là ông Phùng Trọng Việt. Trọng tài thứ hai là ông Phạm Ngọc Kính. Đây là tổ trọng tài thuộc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Thời điểm xuất phát của đội Sư Đoan Long Sơn Thanh Hóa, số 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa ra sân với số 10 Hoàng Thị Thảo, số 12 Trịnh Thị Huyền, số 16 Lê Thị Dung, số 17 đội trưởng Đoàn Thị Xuân, số 19 Phạm Thị Như Quỳnh, số 36 ngoại binh Kai Siêu Quỳnh, số 9 Phạm Thị Thúy chính là libero của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng đến từ Sứ Thanh là ông Đỗ Văn Niên. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với đội hình ra sân của VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An ra sân với số 1 Nguyễn Thị Trà My, số 5 ngoại binh Chen Bay Dân, số 10 Lê Như Anh, số 14 đội trưởng chuyền 2 Võ Thị Kim Hòa, số 19 Phan Khánh Vị và libero của VTV Bình Điền Long An là số 12 Nguyễn Khánh Đàn. Huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An là ông Thái Quang Lai. Ông Thái Quang Lai nổi tiếng là một huấn luyện viên mắt tay khi dẫn dắt các câu lạc bộ nam. Tuy nhiên, khi chuyển qua thử sức huấn luyện ở các câu lạc bộ nữ và thử nghiệm đầu tiên của ông chính là câu lạc bộ Hà Phú Thanh Hóa, thì huấn luyện viên Thái Quang Lai chưa thật sự thành công. Và VTV Bình Điền Long An chính là đội câu lạc bộ nữ thứ hai mà huấn luyện viên Thái Quang Lai tiếp tục nghiệp cầm quân của mình. Và đến lúc này với những màn thể hiện mà huấn luyện viên Thái Quang Lai mang đến cho VTV Bình Điền Long An có thể xem là khá khả quan. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ là những người phát bóng trước. Điểm đầu tiên trong trận đấu này thuộc về VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống ghi điểm của Chen Bay Dàn. Chen Bay Dàn qua hai trận đấu của VTV Bình Điền Long An thì đã ghi tổng cộng là 46 điểm. Rất hay. Đó là tình huống tấn công hàng sau của Kai Siowin. Kai Siowin có thể xem là ngoại binh hay nhất, toàn diện nhất hiện tại của giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở bảng nữ. Và sự có mặt của Kai Siowin đóng góp rất nhiều vào những thành công của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa lúc này. Đổi về điểm cho VTV Bình Điền Long An. Lữ Thị Phương sẽ là người phát bóng. Lữ Thị Phương thi đấu ở vị trí phụ công bên phía VTV Bình Điền Long An. Hai đều. Hai đều. Đây là đội trưởng của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa Đoàn Thị Xuân. Đoàn Thị Xuân sau khi kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh ở mùa giải trước thì đã về đầu quân cho đội bóng quê hương của mình. Rất hay. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì Như Anh đã đánh bóng ra ngoài. Có thể thấy là tình huống phối hợp của Kim Thoa và Như Anh là rất tốc độ. Tuy nhiên tình huống dứt điểm cuối cùng của phụ công mang áo số 10 bên phía Long An lại chưa chuẩn xác. Lần này thì Như Anh đã ghi điểm cho VTV Bình Điền Long An. 3 đều.
không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của Trên Bay Dạ. Đối với điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Có thể thấy là hai đội đang khởi đầu trận đấu này ăn miếng trả miếng. Hoàng Thị Thảo sẽ là người phát bóng cho Thanh Hóa. Hai tình huống tấn công của hai ngoại bình và người chiến thắng đó là Kai Siêu Quỳnh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống đánh bóng trên trắng của Kai Siêu Quỳnh. 5-3 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Cơ hội lại mở ra cho Thanh Hóa. Tiếp tục là Kai Siêu Quỳnh và tiếp tục là điểm cho Thanh Hóa. 6-3 rồi. Ở mùa giải năm 2023 thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa xếp ở hạng 8. Trong khi đó thì VTV Bình Điền Long An thì xếp ở hạng 3 chung cuộc ở mùa giải năm 2023. Rất hay. Tiếp tục là Kai Siêu Quỳnh. Có thể thấy sự có mặt của Kai Siêu Quỳnh là một bản hợp đồng rất chất lượng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Kai Siêu Quỳnh đã mang đến một năng lượng rất tích cực cho đoàn quân của huấn luyện viên Đỗ Văn Niên. Này thì huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đúng rồi, chậm tay qua, chậm lên luôn, chậm lẹ lắm. Đã rồi. Chẳng được chéo con nha, chẳng được chéo. Mi thủ dài không lên nha. Không thủ dài không lên. Không lên mỏi nhỏ cho nghe thầy. Nha. Lại nào, lại nào. Nè, sang tay thủ dài nha. Nè, quán chỉ một là còn một cái liền này nha. Lại đây. Lại là chơi. Em ơi. Ơi. Quán chỉ một lại coi. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đã có những điều chỉnh dành cho các học trò của mình. Những hình ảnh rất đáng yêu trên khán đài tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước. Sẽ tiếp tục là cầu phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Phòng thủ rất tốt của Phạm Thị Thúy. Rất hay. Từ nỗ lực phòng thủ của Phạm Thị Thúy thì Kai Siêu Quỳnh đã tiếp tục mang về một điểm số nữa cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta cùng theo dõi lại. Một pha vẫy bóng về phía cuối sân đã gây bất ngờ cho các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Khoảng cách lúc này là 5 điểm Thanh Hóa đang tạo ra. Đây cũng có thể xem là một bất ngờ. Tiếp tục là Kai Siêu Quỳnh. Khánh Vy đã cắt được chuỗi lên điểm của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đối với điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-8. Khánh Vy năm nay 22 tuổi với chiều cao là 1m76. Một pha phát bóng rất khó chịu của Khánh Vy. Libero Phạm Thị Thúy của Thanh Hóa trong tình huống bắt truyền một vừa rồi đã không thể thành công. Đó là câu trả lời đến từ Trên Bay Dàn. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống truyền bóng lao ra biên của Kim Thoa cho Trên Bay Dàn. Trên Bay Dàn đã xoay cổ tay và đánh bóng một tình huống dọc biên, ghi điểm cho đội bóng đến từ Long An. 6-8. Rất hay, Khánh Vy phòng thủ tốt. Tiếp
tục là nỗ lực phòng thủ của Khánh Vy. Hai đội đang cống hiến những tình huống bóng rất hay. Và lần này thì tiếp tục KC Win giành chiến thắng. Khánh Vy sau hai nỗ lực cứu bóng thì ở lần thứ ba thì Khánh Vy đã không thể thành công. Trịnh Thị Huyền sẽ là người phát bóng cho Thanh Hóa. Phát bóng ra ngoài. Đây là một phụ công trẻ của VTV Bình Điền Long An. Như anh năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi. Sẽ tiếp tục là bóng dồn về KCO Quyền. Sau rất nhiều những lúng túng thì người đã giải quyết tình huống vừa rồi là Chen Baiyan. Có thể thấy trong tình huống bóng liên tục qua lại vừa rồi thì hai truyền hai của hai đội đều chơi không tốt. Những tình huống truyền bóng rất lỗi của hai đội khiến cho các đồng đội ở hàng tấn công rất khó khăn. Phát bóng ra ngoài. 18 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là Chen Baiyan. Kai Seo-win đã phòng thủ rất tốt. Và Kai Seo-win đã ghi điểm cho xi măng Lập Sơn Thanh Hóa. Một tình huống phòng thủ tuyệt vời. Và nhận được một đường truyền đúng tầm thì Kai Seo-win đã ghi điểm cho xi măng Lập Sơn Thanh Hóa. 11-8. Rất hay. Một tình huống quan sát và xử lý cực kỳ tỉnh táo và thông minh của Kim Hòa. Ngày hôm qua, ngày 18 tháng 3 là sinh nhật của Kim Hòa thì VTV Bình Điền Long An đã có một trận đấu giành chiến thắng 3-0 trước Gelasimco Thái Bình. Đó là một chiến thắng trong ngày sinh nhật ý nghĩa của Kim Hòa. Một tình huống đẩy bóng ra ngoài. Đó là một tình huống đẩy bóng về cuối sân của Như Quỳnh. Tình huống vừa rồi, Thanh Hóa chắn bóng tốt. Điểm trong tình huống bóng vừa rồi thuộc về VTV Bình Điền Long An 11-0. Đó là một tình huống đập bóng chạm trắng đối phương ra ngoài. Quý vị khán giả, chúng ta có quay phim truyền hình vui lòng tắt chế độ lắp. Xin cảm ơn. Diễn biến của trận đấu này lại được đưa về thế cân bằng 11-0. Rất khó để Chen Baiyan có thể xử lý. Cơ hội cho Thanh Hóa chưa được. Trà My đã vào đà rồi. Chắn bóng thành công. Kai Seo-win đang chơi rất toàn diện trong màu áo của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Phòng thủ tốt, phát bóng khó, chắn bóng tốt, tấn công hiệu quả. Đó là những gì có thể miêu tả về Kai Seo-win.
cơ hội bây giờ mở ra cho VTV Bình Điền Long An. Trọng tài xác định tình huống đánh bóng chéo sân của Chen Bayan, bóng ra ngoài. Huấn luyện viên Thái Quang Lai xin thực hiện quyền challenge. Trong tình huống này thì huấn luyện viên Thái Quang Lai xin khiếu nại về việc bóng trong sân hay ngoài sân. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả từ phía các trọng tài video. Tỷ số lúc này đang là Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 12 và VTV Bình Điền Long An là 11. Như vậy là đó là tình huống bóng trong sân. Một điểm rơi rất nhạy cảm. Và sự can thiệp của công nghệ đã mang về điểm số cho VTV Bình Điền Long An 12 đều. Một diễn biến kịch tính, cân bằng. Đó là Khánh Vy. Khánh Vy càng chơi càng cho thấy sự trưởng thành của mình trong màu áo VTV Bình Điền Long An. Đó là một tình huống đánh bóng lách trắng của Khánh Vy. Người theo bám trắng Khánh Vy là Đoàn Thị Xuân. VTV Bình Điền Long An dẫn 13-12. Trọng tài xác định Chen Bayan đã phát bóng ra ngoài 13 đều. Đây là Như Quỳnh. Rất hay. Chúng ta có thể thấy khả năng phòng thủ của Casey Quinn là như thế nào. Ngay sau đó thì chị thực hiện ngay một tình huống tấn công. Sẽ tiếp tục là Khánh Vy. Vẫn còn. Rất hay. Chiến thắng trong tình huống bóng này là VTV Bình Điền Long An 14-13. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống ghi điểm của Lữ Thị Phương. Bóng đã chạm tay của Trịnh Thị Huyền trước khi rơi xuống phần sân của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là Trịnh Thị Huyền, một pha di chuyển chiến thuật ra vị trí số 2 để đánh bóng rất hay. Trịnh Thị Huyền là bản hợp đồng được Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa mượn về từ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Và trong ngày hôm qua, trong trận đấu mà Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa phải chạm trán với Hóa Chất Đức Giang Lào Cai thì Trịnh Thị Huyền không thể ra sân. Đổi về điểm cho VTV Bình Điền Long An. Bóng vẫn còn, như vậy là vẫn còn trong cuộc. Điểm số thứ 15 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa xin challenge tình huống chấp tốc trọng tài. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa thực hiện quyền challenge của mình, tình huống quyền khiếu nại bóng chạm tay. Như vậy là khiếu nại thành công. Challenge thành công. Điểm Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 15-14. Một tình huống tận dụng thời cơ trên lưới rất tốt của Trịnh Thị Huyền. Có thể thấy tập thể của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đang cho thấy sự đoàn kết, sự ăn ý trong lối chơi của mình. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống bắt chuyền một khá cao của VTV Bình Điền Long An đã khiến cho họ mất quyền kiểm soát tình huống bóng vừa rồi. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng của Hoàng Thị Thảo. 17-14, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa lên một lúc 3 điểm rồi.
Huấn luyện viên Thái Quang Lai ngay lập tức phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật lần thứ hai trong set đấu đầu tiên này. Cái này tốt rồi, cắt lại liền này nha. Hồi chơi đi nha. Nha. Nhanh tay lên mới quay mới thoát được, mới đi đâu chậm chậm chắc hai đội sẽ trở lại sân để thi đấu tiếp những diễn biến ở set đấu đầu tiên trong trận đấu được chờ đợi nhất ngày thi đấu ngày hôm nay. Một tình huống đánh bóng chéo sân tốt của Trang My. Tình huống nhảy phát bóng vừa rồi Trà My đã thực hiện không qua lưới. Đối với điểm cho Thanh Hóa 18-15. Phòng thủ rất hay của Kai Siêu Quỳnh. Và Đoàn Thị Xuân đã có tình huống ghi điểm 19-15 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Khoảng cách đang được tạo ra là 4 điểm. Trọng tài vẫn chưa đưa ra quyết định. Bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin challenge tình huống bóng vừa rồi. Đây là huấn luyện viên Đỗ Văn Niên. Đó là một tình huống bóng trong sân. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Điểm số thứ 16. Cơ hội mở ra cho các cô gái áo vàng. Vẫn còn. Rất hay. Chúng ta có thể thấy Kai Siêu Quỳnh đã thực hiện một tình huống đá bóng uy lực và gọn gàng như thế nào. Cô đánh bóng trên trắng và vào vị trí của Chen Bayan. Hai mươi mười sáu, xi măng Sơn Thanh Hóa vẫn đang dẫn trước VTV Bình Điền Long An. Trịnh Thị Huyền sẽ là người phát bóng. Đây là câu trả lời từ Chen Bayan. Cũng là một tình huống đập bóng chéo sân ở vị trí số 4. Một câu trả lời rất sắc sảo của Chen Bayan. Tiếp tục là Kai Siawin. Đó là tình huống đập bóng chạm tay trắng đối phương ra ngoài. Có thể thấy là Kai Siêu Quỳnh đang chơi rất phù hợp với lối chơi được xây dựng bởi huấn luyện viên Đỗ Văn Niên và một người đặc biệt trong ban huấn luyện của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, đó là cố vấn huấn luyện viên Bùi Hy Sơn. Tiếp tục là Kai Siêu Quỳnh. Bây giờ là Chen Bayan. Bóng trong sân.
một tình huống đánh bóng về cuối sân và điểm rơi rất chuẩn xác của Chen Baiya. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống xoay người chuyền bóng của Trà My cho Chen Baiya. Tỷ số điểm lúc này đang là 18-21. Thanh Hóa vẫn đang là đội dẫn điểm. Đây là Đoàn Thị Xuân. Bóng đã chạm trán của VTV Bình Điền Long An ra ngoài. 22-18 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Bây giờ thì Kai Siwin xuống hàng sau thực hiện cầu phát bóng của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tình huống tấn công sâu vạch 3m và đặc biệt là những tình huống phòng thủ hàng sau của Kai Siwin. Khánh Vy phòng thủ rất tốt. Rất hay. Một tình huống xử lý bóng nhanh ở vị trí số 3. Lê Thị Dung đang điều phối bóng rất tốt cho các mũi tấn công của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp rất ăn ý của Lê Thị Dung và Như Quỳnh. Tình huống đánh bóng chéo sân uy lực và tầm bóng rất cao của Chen Baiya. 19-23. Bây giờ thì Chen Baiya xuống hàng sau thực hiện cầu phát bóng của mình. Cơ hội mở ra cho Long An. Trọng tài xác định điểm cho VTV Bình Điền Long An. Theo trọng tài thì tình huống bóng vừa rồi, bóng đã chạm sàn rồi. Long An lên điểm số 20. Huấn luyện viên Đỗ Văn Niên đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa họ đang có điểm số 23 và gần với chiến thắng ở xét đấu đầu tiên. Họ cần phải giảm đi sự hưng phấn của VTV Bình Điền Long An ở thời điểm này. Nhớ thế chú ý vào này, Sơn chú ý nhá, cái quả trần thần sau này nhá, điều chỉnh vào là vẫn phải em phải vào theo nhá, có thì chính nên đánh vào thì còn một quả bóng nữa sẽ làm chắn, em làm chậm một tí ok, làm chậm lại tí còn tấn công, em tấn công nhanh cái tay lên một tí còn chắn, đừng có máu chắn quá là bị hồ vật lưới. Nhớ nhớ các cái hướng di chuyển ra, bây giờ nó chưa đánh Chúng ta có thể nghe thấy và nhìn thấy được những lời căn dặn, những chỉ đạo của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn dành cho các học trò của mình, mà cụ thể là vị trí của Hoàng Thị Thảo. Đó là pha ghi điểm từ hàng sau của Kai Siwin, điểm số thứ 24 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Thanh Hóa đang chơi rất đồng đều. Như Quỳnh sẽ là người thực hiện tình huống phát bóng này. Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội để giành chiến thắng ở xét đấu đầu tiên. Cơ hội mở ra cho các cô gái Thanh Hóa đây rồi. Lê Thị Dung sẽ truyền cho ai? Đó là tình huống xử lý bóng ở vị trí số 2 của Trịnh Thị Huyền. Tuy nhiên, một tình huống xử lý không tốt, bóng đã đi ra ngoài. Điểm số lúc này là 21-24. Vẫn là Kai Siwin. Kai Siwin đã giải quyết vấn đề trong thời điểm mà xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang rất cần. Đó là một chiến thắng ở xét đấu đầu tiên. Chúng ta có thể thấy ở hàng sau, nhưng Kai Siwin đã có một tình huống tấn công sâu vạch 3m rất uy lực. Tình huống vừa rồi thì có một chút may mắn khi mà bóng bật lưới và gây bất ngờ cho các cầu thủ phòng thủ hàng sau của VTV Bình Điền Long An. Và như vậy kết thúc xét đấu đầu tiên ở trận đấu này thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-21.
tạm thời dẫn trước VTV Bình Điền Long An. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến ở set đấu thứ hai. Xin mời hai đội họ sang thi đấu ván đấu thứ hai. Bây giờ thì hai đội sẽ trở lại sân và chuẩn bị thi đấu set đấu thứ hai của trận đấu này. Điểm nhấn ở set đấu đầu tiên đó chính là Kai Seo-win. Trên màn ảnh nhỏ của chúng ta, đây chính là Kai Seo-win, một vận động viên có thể xem là toàn diện và có thể thấy là sự bắt nhịp của Kai Seo-win khi đến với giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam cũng khá nhanh. VTV Bình Điền Long An sẽ là những người phát bóng trước ở set đấu thứ hai. Điểm đầu tiên cho VTV Bình Điền Long An ở set đấu này. Đó là tình huống ghi điểm ở vị trí số 3 của Lữ Thị Phương. Hai không cho VTV Bình Điền Long An. Có thể thấy là những diễn biến tại giải vô địch quốc gia, những kết quả bất ngờ của giải vô địch quốc gia đã khiến cho trận đấu mà chúng ta nghĩ rằng trên lý thuyết nó không có gì để mà bàn tán thì lại trở thành một trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu ngày 19 tháng 3 này. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa có điểm số đầu tiên ở set đấu thứ hai. Nếu chỉ tính trên thứ hạng của hai đội ở mùa giải năm 2023 thì chắc chắn hiển nhiên là VTV Bình Điền Long An được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Tuy nhiên với thể thức thi đấu mới, với sự đầu tư về mặt con người, về ngoại binh, thì những diễn biến của giải vô địch quốc gia trở nên khó lường hơn. Đối với điểm cho VTV Bình Điền Long An, 3-1. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống ghi điểm của VTV Bình Điền Long An. Đó là một tình huống đẩy bóng của Lữ Thị Phương. Lữ Thị Phương đã xử lý bóng vào khoảng trống mà các cầu thủ Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đang mở ra. Trà My nhảy phát bóng rất uy lực. Có thể thấy Trà My là một trong những vận động viên trẻ hiện nay có khả năng nhảy phát bóng tốt. Và đây là một trong những nhân tố mà khi huấn luyện viên Thái Quang Lai về với VTV Bình Điền Long An thì ông đã điều chỉnh lối chơi xoay quanh Trà My. Nếu không tính trên bây giờ thì lối chơi của VTV Bình Điền Long An xoay quanh mũi tấn công là Trà My.
vẫn còn. Đó là Kai Seowin, một tình huống tấn công ở hàng sau. Khi mà hai đội giằng co nhau ở những đường bóng dài thì phương án lựa chọn của chuyền hai Lê Thị Dung thường là Kai Seowin, dù Kai Seowin lúc đó ở hàng trên hay là ở hàng dưới trong đội hình. Thêm một điểm nữa được ghi bởi Lữ Thị Phương. Ở đầu xét đấu thứ hai này thì Kim Thoa đang tận dụng mũi phụ công của Lữ Thị Phương. Lữ Thị Phương đã ghi được từ 2 đến 3 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Như vậy sẽ giúp cho chia lửa với Chen Bay Gian được hơn. Bóng ra ngoài rồi. Tuy nhiên trọng tài xác định là điểm cho Sima Long Sơn Thanh Hóa, và trọng tài chính, trọng tài số 1 là ông Phùng Trọng Việt đã xác định là bóng đã chạm tay VTV Bình Điền Long An trước khi đi ra ngoài. Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đang xin challenge tình huống vừa rồi. Huấn luyện viên Thái Quang Lai và các cộng sự của mình xin challenge tình huống bóng trong ngoài sân. Đó là một tình huống bóng ngoài sân. Trọng tài chính, trọng tài số 1 là ông Phùng Trọng Việt đang gọi hai đội trưởng của hai đội là Kim Thoa và Đoàn Thị Xuân ra để trao đổi về tình huống bóng vừa rồi. Như vậy trong tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Trận đấu vẫn chưa thể được tiếp tục. Bây giờ thì trận đấu sẽ tiếp tục với lượt phát bóng của Đoàn Thị Xuân. Đó là tình huống đánh bóng dọc biên rất tốt của Hoàng Thị Thảo. Một tình huống chuyền bóng lao ra biên của Lê Thị Dung cho Hoàng Thị Thảo. Một tình huống xử lý đánh bóng dọc biên chuẩn xác. Rất hay. Trà My cũng đã rất nỗ lực trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Tuy nhiên lực bóng mà Kai Seowin thực hiện pha tấn công sau vạch 3m vừa rồi phải nói là rất uy lực. Nỗ lực của Trà My cũng rất đáng được ngợi khen. Tỷ số điểm lúc này đang là 5 đều. Một thế trận cân bằng vẫn tiếp tục được tái lập ở xét đấu thứ hai. Điểm số thứ 6 cho VTV Bình Điền Long An. Rất tốt và xử lý rất tinh quái của Khánh Vy.
Thay vì thực hiện một tình huống đập bóng uy lực thì Khánh Vy đã xử lý một tình huống bỏ nhỏ. Tình huống bỏ nhỏ của Khánh Vy đã khiến cho Hoàng Thị Thảo bị bất ngờ và không kịp phòng thủ. Vẫn là Kai Siêu Quyền. Có thể thấy Kai Siêu Quyền sẽ tiếp tục là cây ghi điểm số 1 của xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở trận đấu này. Sau 2 trận đấu đã qua thì Kai Siêu Quyền đã ghi được 61 điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Và con số này sẽ tiếp tục được gia tăng. Vừa rồi là tình huống đánh bóng của Chen Bayan. Sẽ tiếp tục là Kai Siêu Quyền. Bóng vẫn còn trong cuộc. Hai đội đang cống hiến những đường bóng vô cùng hấp dẫn. Và chiến thắng trong tình huống bóng này thuộc về VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống ghi điểm của Khánh Vy. Những tình huống bóng giăng co qua lại rất hay. Đó là một tình huống đánh bóng xuyên trắng của Khánh Vy. Khánh Vy là một cô gái rất cá tính trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thái Quang Lai thì những nhân tố cá tính được kết nối lại với nhau để tạo nên một tập thể mạnh cả về chuyên môn lẫn về mặt tinh thần. Khánh Vy trong tình huống vừa rồi đã phát bóng ra ngoài. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa lên điểm số thứ 7. Bây giờ thì Trịnh Thị Huyền sẽ là người phát bóng. Trịnh Thị Huyền cần phải thực hiện những tình huống phát bóng chuẩn xác hơn. Trịnh Thị Huyền đã không thể phòng thủ thành công. Điểm số thứ 9 cho VTV Bình Điền Long An. 9-7. Đây là Như Anh, một phụ công trẻ của Long An. Không được rồi. Đó là tình huống chuyền bóng khiến cho Kai Siêu Quyền rơi vào một tư thế chới với để có thể tiếp cận được bóng. Có thể thấy là rất ít những tình huống từ đầu trận đến giờ chúng ta thấy Kai Siêu Quyền bị lúng túng và khó xử lý bóng. Một tình huống phát bóng ghi điểm của Như Anh. Trong tình huống vừa rồi thì bóng đã bật mép lưới và rơi về phần sân của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, khiến cho hàng sau của xi măng Long Sơn Thanh Hóa và cụ thể là Hoàng Thị Thảo đã không thể nào cứu bóng bắt chuyền một trong tình huống vừa rồi. VTV Bình Điền Long An đang tạm dẫn với tỷ số là 11-7 với khoảng cách là 4 điểm. Thì huấn luyện viên Đỗ Văn Niên đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Em làm sao mà em ôm được bỏ đơn đi mà tự nhiên là mình lại bị phòng dưới, trong khi đó ở dưới không được gương tỉnh táo lại này. Chú ý này, khi mà ở cái cầu mà có chị Trung Quốc ở trên nhá, là người ta đẩy vào cái tấc một quả lao rất là nhiều nên là không nhá, là bám chặt. Ok, ok, libero nó nằm đây, em phải bẻ khéo đi một tí nữa. Ok, 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 nếu mà không có cái là một tiếp tục sẽ là cầu phát bóng của Như Anh. Một tình huống phát bóng quá mạnh của Như Anh. Điểm số thứ 8 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa.
không được. Một tình huống đánh bóng không qua lưới của Chen Baiya. Nhưng lần này thì Chen Baiya đã thực hiện hoàn hảo một tình huống tấn công sâu vạch 3 mét với lực bóng rất mạnh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống đánh bóng này của Chen Baiya. Libero Phạm Thị Thúy của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã không thể phòng thủ được. Kai Siwin đánh bóng và trọng tài xác định bóng chạm tay trắng của VTV Bình Điền Long An trước khi đi ra ngoài. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa lên điểm số thứ 10. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm. VTV Bình Điền Long An vẫn đang là đội có lợi thế về mặt điểm số hơn. Một chút may mắn cho Đoàn Thị Xuân trong tình huống đánh bóng vừa rồi. 11-12, khoảng cách bây giờ chỉ là một điểm mà thôi. Kai Siwin xuống hàng sau, thực hiện cầu phát bóng của mình. Đó là tình huống ghi điểm của Trà My. Tình huống nhảy phát bóng của Trà My không qua lưới. Trà My rất tự tin với những tình huống nhảy phát bóng của mình. Đó là một điểm tích cực đối với một vận động viên trẻ. Tuy nhiên, với những vận động viên trẻ thì cần nắn nót hơn, chăm chút hơn trong những tình huống xử lý bóng. Chắn bóng ra ngoài. Mười bốn mười hai cho VTV Bình Điền Long An. Cơ hội tiếp tục thuộc về các cô gái áo vàng. Khánh Vy chắn bóng tốt. Lần này thì bộ đôi Đoàn Thị Xuân và Trịnh Thị Huyền của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã chắn vào rất thành công. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống chắn bóng thành công của số 17 và số 12 bên phía Thanh Hóa. Phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng không tốt của Đoàn Thị Xuân. VTV Bình Điền Long An có điểm số thứ 15. Bóng vẫn còn. Như vậy là bóng ra ngoài. Có thể thấy lực bóng của Kai Siwin là rất mạnh. Một cử chỉ thể hiện tinh thần fair play của tay đập người Trung Quốc bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 14-15. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn đang bị dẫn điểm nhưng khoảng cách lúc này chỉ là một điểm mà thôi. Đó là câu trả lời của Chen Baiya. Cũng là một tình huống tấn công sâu vạch 3 mét. Có thể thấy là cả VTV Bình Điền Long An cũng như là xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang sở hữu và đã có những sự lựa chọn về ngoại binh rất hợp lý cho lối chơi mà mình xây dựng. Tiếp tục là Kai Siwin. Rất hay. Tình huống đánh bóng ở vị trí số 4 của
Trà My. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống bóng này của Trà My, một tình huống đánh bóng xuyên trắng. Chúng ta cùng theo dõi lại, bóng đã khẽ chạm tay của Trịnh Thị Huyền. VTV Bình Điền Long An lên điểm số 17. Vẫn còn. Đây là Kai Siêu Quỳnh. Chắn bóng ra ngoài. Đó là tình huống chắn bóng của Như Anh trước Kai Siêu Quỳnh. Đối với điểm cho Thanh Hóa 15-17. Trên bây giờ đang trở nên nóng máy hơn. Những tình huống ghi điểm sau vạch 3m của Trên bây giờ đang phát huy tác dụng. Chỉ có một mình Như Quỳnh bắn trắng Trên bây giờ trong tình huống vừa rồi. Vẫn còn. Vẫn còn. Hai tình huống phòng thủ hàng sau rất hay của VTV Bình Điền Long An. Vẫn là Kai Siêu Quỳnh. Có thể thấy là Lê Thị Dung tỏ ra rất tin tưởng vào đồng đội của mình. Liên tiếp hai tình huống chuyền bóng lao ra biên ở vị trí số 2 để cho Kai Siêu Quỳnh thực hiện những tình huống tấn công. 16-18. Như vậy là bóng đã chạm sàn rồi. Trong tình huống vừa rồi thì Trà My nhận một tình huống bóng không thật sự thuận lợi. Bóng đi quá sát lưới. Nhưng Trà My cũng đã khéo léo xử lý bóng hợp lý. VTV Bình Điền Long An có điểm số 19. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa lúc này là 16 điểm. Bóng ngoài. Tình huống bóng của Đoàn Thị Xuân vừa rồi cảm giác như là bóng không chạm tay ai trước khi đi ra ngoài. Tuy nhiên xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã xin challenge tình huống này. Như vậy là điểm thuộc về xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Một tình huống trở lên thành công. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có điểm số 17. Bắt chuyền một họng. Điểm số thứ 18 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đó là một tình huống bắt chuyền một lỗi của Khánh Vy. Khoảng cách lúc này là một điểm. Có thể thấy là Kai Siêu Quỳnh đã phát bóng khó như thế nào. Những tình huống phát bóng của Kai Siêu Quỳnh dồn vào Khánh Vy. Chúng ta xem lại tình huống phát bóng khó của Kai Siêu Quỳnh. 19 đều. VTV Bình Điền Long An của huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật ở set đấu này. Lợi thế dẫn trước của họ đã bị đánh mất rồi. My lui về đi, My lui về cho ép qua cho My lên xíu. Không. Cố gắng ngay, cố gắng cho một lần này. Một quả một thôi. Một quả một qua chỗ này nè con. Chị ơi, điều chỉnh lên, chú truyền em cũng được vậy thôi. Chị ơi, lại. Xin mời mấy đồng. Trong phần lớn thời gian thi đấu của set đấu thứ 2 thì VTV Bình Điền Long An chính là đội bóng liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên
ở thời điểm cuối của set đấu này thì Thanh Hóa đã san bằng được điểm số 19 đều rồi. Sẽ tiếp tục là Kai Siwin, quá uy lực, quá mạnh mẽ. Theo cảm nhận của chúng tôi thì ở trận đấu này Kai Siwin ghi điểm ở hàng sau nhiều hơn là việc cô ghi điểm khi ở hàng trên. Hiệu suất ghi điểm của Kai Siwin ở trận đấu này ở sau vạch 3m là rất cao. 20-19, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đã vươn lên dẫn điểm. 21-19. Những tình huống phát bóng khó chịu. 21-19. Khánh Vy liên tục bị dồn bóng từ những pha phát bóng của Kai Siwin. Và huấn luyện viên Thái Quang Lai ngay lập tức là phải thay Khánh Vy ra ngoài để đưa vào sân số 18 Mỹ Tiền. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những tình huống phát bóng rất khó chịu từ Kai Siwin. Kai Siwin đang giúp cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa có một cú lội ngược dòng ở set đấu thứ hai này. Tiếp tục dừng trận đấu để hội ý chiến thuật huấn luyện viên Thái Quang Lai. Với những sự thay đổi của mình sau lần hội ý thứ nhất thì đã không thành công, ngay lập tức ông phải xin tạm dừng để hội ý lần thứ hai. Đứng như chuyển chậm mặt luôn, chậm thẳng luôn rồi, rồi chậm thẳng dở cao luôn, không còn đẩy sát đâu. Sẽ tiếp tục là Kai Siwin phát bóng. Và VTV Bình Điền Long An họ cần phải bắt chuyền một thành công ở tình huống bóng này. Đó là điều kiện bắt buộc. Thêm một lần nữa, chúng ta có thể thấy là chưa bao giờ việc bắt chuyền một trở nên khó khăn với VTV Bình Điền Long An như lúc này. Khánh Vy trở lại sân. Yếu tố tâm lý đang đè nặng lên các cô gái VTV Bình Điền Long An. Tỷ số này điểm lúc này là 23-19 rồi. Chuyền một lên tốt hơn rồi. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Như vậy là VTV Bình Điền Long An đã cắt được chuỗi lên điểm rất dài của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là thời điểm cuối của set đấu thứ hai. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 23, VTV Bình Điền Long An 20. Một tình huống xử lý khôn ngoan. Điểm số thứ 24 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Và xử lý đẩy bóng của Hoàng Thị Thảo, bóng đã khẽ chạm tay trắng của Chen Bay Yan và gây khó khăn cho Kim Thoa trong tình huống phòng thủ. Thanh Hóa lại đứng trước cơ hội giành chiến thắng ở set đấu thứ hai. Một cuộc lội ngược dòng thú vị của Thanh Hóa. 25-20, đó là điểm số ở set đấu thứ hai này. Chúng ta có thể thấy là Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa họ đã trở nên khác biệt như thế nào so với Thanh Hóa ở mùa giải năm ngoái. Và trước VTV Bình Điền Long An, đội bóng xếp hạng 3 ở mùa giải năm ngoái, thì Thanh Hóa lúc này đang dẫn với tỷ số là 2-0. Điểm số ở set đấu thứ hai là 25-20. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi với những diễn biến ở set đấu thứ ba.
vào ngày mai ngày 20 tháng 3 thì giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp thống nhất Đức Giang năm 2024 sẽ tạm nghỉ thi đấu một ngày. Các đội sẽ có thời gian để thả lỏng, để hồi phục trước khi bước vào những diễn biến tiếp theo của giải đấu năm nay vào ngày 21 tháng 3. Vào ngày 21 tháng 3 thì sẽ có 3 trận đấu. Câu lạc bộ binh chủng thông tin trường tư Bình Phước sẽ gặp Gelasimco Thái Bình vào lúc 14 giờ. Vào lúc 17 giờ sẽ là cặp đấu giữa Hà Nội và Vietinbank. Trận đấu vào lúc 20 giờ vào ngày 21 tháng 3 sẽ là cặp đấu giữa Quảng Ninh và VTV Bình Điền Long An. Như vậy là ở lượt đấu tới thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ được nghỉ. Còn VTV Bình Điền Long An thì sẽ đối đầu với lại Quảng Ninh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đón xem những diễn biến ở set đấu thứ 3. Qua hai set đấu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy sự toàn diện của Kai Seo-win đã mang lại một luồng gió mới cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa như thế nào. Điểm số đầu tiên ở set đấu thứ 3 thuộc về VTV Bình Điền Long An. Điểm số thứ hai cho Long An. Trọng tài xác định là các cầu thủ của Thanh Hóa đã mắc lỗi tranh chấp trong tình huống trên lưới vừa rồi. Trà My sẽ là người phát bóng. Ở trận đấu này thì Trà My chơi tương đối tốt. Đó là một tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Người vừa ghi điểm cho Thanh Hóa là Như Quỳnh. Như Quỳnh trước đây là phụ công của Ngân hàng Công Thương. Và sau đó thì Như Quỳnh chuyển về thi đấu cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Sau khi Kinh Bắc Bắc Ninh rớt hạng vào mùa giải năm ngoái thì Như Quỳnh đã chuyển sang thi đấu cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Bóng bật tay trắng của Thanh Hóa ra ngoài. 3-1 cho VTV Bình Điền Long An. Lữ Thị Phương sẽ là người phát bóng. Ra ngoài. Một tình huống phát bóng quá sâu của Lữ Thị Phương. Điểm số thứ tư cho VTV Bình Điền Long An. Một pha đánh bóng sau vạch 3 mét của Đoàn Thị Xuân. Bóng đi về cuối sân và điểm rơi là ở ngoài sân. VTV Bình Điền Long An đang khởi đầu tốt hơn ở thời điểm đầu của set đấu thứ 3. Tuy nhiên họ cần phải giữ được lợi thế này trong những diễn biến tiếp theo. Set đấu thứ 2 cũng là set đấu mà VTV Bình Điền Long An liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng thì Kai Seo-win đã tỏa sáng và mang về chiến thắng cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Vẫn còn. Một tình huống vẫy bóng ra ngoài. Đó là tình huống chủ động vẫy bóng về cuối sân của Hoàng Thị Thảo. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Vẻ mặt đáng tiếc, tiếc nuối của Hoàng Thị Thảo sau khi tình huống xử lý tình huống vừa rồi không tốt. Câu lạc bộ xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật.
Lúc này thì huấn luyện viên, cố vấn huấn luyện viên Bùi Huy Sơn sẽ điều chỉnh các cầu thủ như thế nào đây? Xử lý nào, Thảo xử lý của bóng nó kéo lên, ném vào trong sân, nhảy lên, chuyền sang. Đặt xử lý đi. Đấy, là đúng rồi. 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 Đúng xin mời các cầu thủ của Bảo Sơn tiếp tục thi đấu. Rồi làm lại làm. Tình huống bắt chuyền một họng của Phạm Thị Thủy. Đây là cầu phát bóng của Chen Bayan. 7-2 cho VTV Bình Điền Long An. Khoảng cách là 5 điểm. Cai Siêu Quyền đã thủ rất tốt. Đây là Chen Bayan. Vẫn còn các cầu thủ Thanh Hóa, họ chơi phòng thủ rất tốt trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên trong tình huống xử lý bóng tấn công thì các cầu thủ Thanh Hóa trong tình huống vừa rồi đã đánh bóng ra ngoài. 8-2 cho VTV Bình Điền Long An. Vẫn là cầu phát bóng của Chen Bayan. Ở cuối set đấu thứ hai thì Kai Siêu Quyền với cầu phát bóng của mình đã lật ngược tình thế, giành chiến thắng cho Thanh Hóa. Không biết ở cầu phát bóng của Chen Bayan thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì đổi về điểm cho Thanh Hóa. Điểm số thứ 3 cho các cô gái đến từ xứ Thanh. Đó là một tình huống xử lý bóng khôn khéo của Trần Thị Huyền. Trọng tài xác định tình huống phát bóng vừa rồi, bóng ngoài sân. À. 9-3 cho VTV Bình Điền Long An. Khánh Vy sẽ là vận động viên phát bóng cho VTV Bình Điền Long An. Chuyền một không được tốt của các cầu thủ Thanh Hóa. Vẫn còn cơ hội lại mở ra cho VTV Bình Điền Long An. Liên tục là những tình huống chuyền bóng dồn dập của Kim Thoa cho Trà My. Và ở lần chuyền bóng sau cùng thì Trà My đã thực hiện một tình huống đánh bóng bạc tay trắng đối phương ra ngoài. 13 cho VTV Bình Điền Long An. Họ đang khởi đầu set đấu thứ 3 khá thành công. Tuy nhiên cần phải lưu ý là Thanh Hóa họ có những quân bài có thể xoay chuyển được tình thế. Vẫn còn. Rất hay. Chúng ta có thể thấy là dù điểm số thuộc về VTV Bình Điền Long An, nhưng trong tình huống vừa rồi phải dành lời khen cho hàng trắng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, mà cụ thể là Trịnh Thị Huyền. Liên tiếp là hai tình huống chắn bóng rất mạnh mẽ ở trên lưới. 11-3 rồi. Đổi về điểm cho Thanh Hóa, 4-11. Bây giờ thì Trịnh Thị Huyền sẽ thực hiện cầu phát bóng của mình. Mũi phụ công trên lưới của xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ là Như Quỳnh. Chuyền một lên không tốt, quá cao.
của các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giúp cho Thanh Hóa, mà cụ thể là Kai Siêu Quỳnh có cơ hội để dứt điểm và ghi điểm cho Thanh Hóa. Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An họ cần phải chắc chắn trong tình huống bắt truyền một. Lỗi bắt truyền một chính là điều khiến cho họ thất bại ở xét đấu thứ hai. Vẫn còn Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là một tình huống tấn công của Đoàn Thị Xuân. Các cầu thủ Thanh Hóa chơi rất nỗ lực. Vẫn còn rất hay. Ban huấn luyện của xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin challenge một tình huống bóng, đó là lỗi chạm vào. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả từ trọng tài video. Như vậy là không có một tình huống chạm vạch nào trong tình huống vừa rồi. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Điểm số thứ 12 cho các học trò của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Vẫn còn. Rất hay. Một tình huống phối hợp nhanh giữa Lê Thị Dung và Như Quỳnh. Điểm số thứ 6 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 6 điểm. Nhưng chúng ta chưa thể nói trước được điều gì vào thời điểm này. Đó là một tình huống đánh bóng sau vạch 3 mét. Rất gọn gàng và mẫu mực của Chen Bayan. Bước 1, chuyền 1 lên đẹp nên là chuyền 2, Kim Hoa đã có một tình huống chuyền bóng rất vừa vặn, vừa tầm với Chen Bayan. Vẫn còn, cơ hội lại mở ra cho VTV Bình Điền Long An. Vẫn là Chen Bayan. Với lợi thế về chiều cao nên những tình huống đánh bóng của Chen Bayan tỏ ra rất nhiều ưu thế. Những tình huống đánh bóng trên trắng của Chen Bayan sẽ gây khó khăn cho đối phương. Đổi về điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 7-14. Bây giờ sẽ là câu phát bóng của Kai Siêu Quỳnh. Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An, đặc biệt là các cầu thủ ở hàng sau, sẽ phải rất tập trung và thận trọng. Khánh Vy đã bắt chuyền một tốt. Bóng trong sân. Nhiều hơn một lần trong trận đấu này thì Hoàng Thị Thảo đã có những tình huống xử lý tương tự như vừa rồi để ghi điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Một tình huống đánh bóng dọc biên rất hiểm hóc. Một tình huống đánh bóng lách trắng của Trà My. Hoàng Thị Thảo trải qua những trận đấu cũng đã thi đấu rất hay. Đó là câu trả lời của Trà My. VTV Bình Điền Long An lên điểm số thứ 15. Một tình huống chuyền bóng sau đầu của Kim Thoa cho Trà My. Phạm Thị Thúy đã không thể làm gì hơn trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Trà My sẽ thực hiện nhảy phát bóng. Vẫn còn. Tiếp tục là một pha ghi điểm của Hoàng Thị Thảo.
vẫn là tình huống ghi điểm ở vị trí số 4. Chúng ta cùng theo dõi lại, vẫn là một tình huống đánh lách chắn. Tuy nhiên trong tình huống này thì bóng đã khẽ chạm tay của Chen Baiyan. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có điểm số thứ 9. VTV Bình Điền Long An lúc này là 15. Chúng ta có thể thấy là chiều cao đã giúp cho Chen Baiyan có lợi thế như thế nào. Những tình huống đánh bóng của Chen Baiyan trên chắn. Mười sáu chín cho VTV Bình Điền Long An. Phát bóng không qua lưới. Tình huống phát bóng không tốt của Lữ Thị Phương. Kai Se-win đã phòng thủ không thành công trong tình huống vừa rồi. Điểm số thứ 17 cho VTV Bình Điền Long An. Chúng ta có thể thấy là ở set đấu thứ 3 này thì Chen Baiyan đang chơi hiệu quả hơn. Những tình huống tấn công của Chen Baiyan có hiệu suất ghi điểm cao hơn rất nhiều so với hai set đấu trước. Tiếp tục là Chen Baiyan, không được rồi. Lần này thì Chen Baiyan đã thực hiện một tình huống tấn công sau vạch 3m không qua lưới. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã lên điểm số thứ 11. Hoàng Thị Thảo sẽ là người phát bóng cho các cô gái Thanh Hóa. Không có bất kỳ cơ hội nào cho VTV Bình Điền Long An khi mà họ bắt chuyền một lỗi như thế. Chúng ta có thể thấy Kai Se-win đã tận dụng nhanh như thế nào. VTV Bình Điền Long An họ cần phải cắt điểm. Vẫn còn. Bóng chạm tay trắng trước khi ra ngoài. Đó là tình huống ghi điểm của Kai Se-win. 13-17. Như tôi đã nói thì VTV Bình Điền Long An cần phải sớm cắt điểm. Huấn luyện viên Thái Quang Lai ra dấu hiệu hội ý chiến thuật. Tuy nhiên quyền cầm bóng lúc này đang thuộc về Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, nên là các trọng tài chưa thể cho VTV Bình Điền Long An thực hiện quyền hội ý chiến thuật của mình. Trọng tài số 1 của trận đấu đang trao đổi với đội trưởng Kim Hoàng. Tiếp tục là cầu phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Thanh Hóa đang có những điểm số lên từ cầu phát bóng này. Trọng tài đang phạt lỗi của VTV Bình Điền Long An, đó là lỗi trì hoãn trận đấu. Bây giờ thì trận đấu sẽ được tiếp tục. Cần phải bắt chuyền một tốt và thực hiện một pha tấn công ghi điểm. Đó là nhiệm vụ bắt buộc của VTV Bình Điền Long An lúc này. Đây là Kai Se-win. Vẫn còn. Vẫn là Kai Se-win. Đó, chúng ta phải khen ngợi nỗ lực của Đoàn Thị Xuân trong tình huống phòng thủ hàng sau. Một tình huống đánh bóng xuyên trắng, hàng trắng của Long An trong tình huống vừa rồi.
khá hở và tạo ra một khoảng trống để Kai Sewin khai thác vào và thực hiện một pha ghi điểm. Lúc này thì huấn luyện viên Thái Quang La đã được thực hiện quyền hộ lý chiến thuật của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những diễn biến ở set đấu thứ 3 trong trận đấu rất được chờ đợi giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An. Vẫn là cầu phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Cuối cùng thì VTV Bình Điền Long An cũng đã ghi được điểm để cắt được cầu phát bóng này. Rất chật vật và khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai trong những thời điểm vừa qua, dù họ đang là đội bóng dẫn điểm. Khoảng cách lúc này giữa hai đội là 4 điểm. VTV Bình Điền Long An 18, xi măng Long Sơn Thanh Hóa là 14. Chúng ta có thể thấy hàng trắng của VTV Bình Điền Long An trong tình huống vừa rồi chậm hơn Kai Sewin một nhịp. Kai Sewin đã vào đà rất sớm và nhận đường truyền của đồng đội, thực hiện một tình huống đánh bóng với tốc độ rất cao. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Kim Thoa và người đồng đội của mình trên hàng trắng đã chậm hơn một nhịp so với Kai Sewin. Phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng không tốt của Trịnh Thị Huyền. Ở những trận đấu trước thì Trịnh Thị Huyền cũng có những lỗi phát bóng rất đáng tiếc. Điểm số thứ 19 cho VTV Bình Điền Long An. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm. Vẫn rất căng thẳng và kịch tính. Tiếp tục là Kai Sewin không được rồi. Tình huống đánh bóng của Trà My, bóng chạm tay trắng trước khi bay ra ngoài. Trọng tài xác định điểm cho VTV Bình Điền Long An. 20-15 cho các cô gái đến từ Long An. Huấn luyện viên Đỗ Văn Niên cùng với người cố vấn của mình là huấn luyện viên Bùi Hy Sơn đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Nó đang truyền một tít ở dưới cơ mà. Đấy, là em phải chờ quả bóng nó đẩy nhanh ra. Đấy, nhớ là như thế. Quỳnh, quả là em cứ đánh thẳng đài hướng số 5 đi. Chị ý chuyện hay không là việc của chị nhá. Còn em cứ bật tới dứt lên đánh. Không có bỏ biết gì, đánh thẳng vào tay rồi. Nhá. Khi mà huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đến với câu lạc bộ xi măng Long Sơn Thanh Hóa thì ông cũng đã thay đổi lối chơi đối với xi măng Long Sơn Thanh Hóa và tạo nên sự ổn định cho đội bóng này. Lối chơi mà huấn luyện viên Bùi Huy Sơn áp dụng đó chính là một lối chơi đa dạng về chiến thuật. Vẫn còn. Tiếp tục là Trà My. Đây là Kai Sewin. Như anh đã phòng thủ chậm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. 16-20. Sẽ tiếp tục là Kai Sewin. Vẫn còn. Vẫn còn. Hàng sau của Long An đang chơi rất tập trung. Trà My đánh bóng, chạm tay trắng đối phương ra ngoài. Xét đấu thứ ba này có thể thấy là Kai Sewin và Trà My liên tục có những tình huống tấn công
qua lại đáp trả nhau ở vị trí số 4. Long An đã có điểm số thứ 21. Họ đang ở gần với chiến thắng hơn ở set đấu thứ 3 này. Tuy nhiên cần phải giữ được sự tỉnh táo và tâm lý thi đấu. Điểm số thứ 22 cho VTV Bình Điền Long An. Chuyền hai Kim Hoa sẽ là người phát bóng. Sau khi Kim Thanh nghỉ thi đấu thì Kim Hoa chính là người mang băng đội trưởng của VTV Bình Điền Long An. Trên bây giờ đã ghi điểm số thứ 23 cho VTV Bình Điền Long An. Một pha tấn công đập bóng chéo sân của Trên Bây Giờ khiến cho Phạm Thị Thúy phòng thủ không thành công. Long An đang ở rất gần với chiến thắng ở set đấu thứ 3 để có thể rút ngắn tỷ số của trận đấu này. Vẫn còn. Không được rồi, đó là một tình huống chắn bóng tốt của VTV Bình Điền Long An. 24-16, bây giờ sẽ là set point cho VTV Bình Điền Long An. Là người vừa thực hiện tình huống tấn công vừa rồi và rất hiếm hoi trong trận đấu này thì VTV Bình Điền Long An chắn bóng thành công một tình huống tấn công của Kai Seowin, và người đã thực hiện chắn bóng thành công trong tình huống vừa rồi là Chen Bayan. Và kết thúc set đấu thứ 3 thì VTV Bình Điền Long An họ đã giành chiến thắng ở set đấu này với tỷ số là 25-16, qua đó rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống còn 1-2. Chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút để đến với những diễn biến ở set đấu thứ 4 của trận đấu này. Bây giờ thì hai đội sẽ trở lại sân và chúng ta chuẩn bị đón theo dõi những diễn biến ở set đấu thứ 4. Trận đấu giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An. Trải qua 3 set đấu thì lúc này xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang dẫn với tỷ số là 2-1. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là những người giành chiến thắng ở 2 set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-21 và 25-20. Ở set đấu thứ 3 thì VTV Bình Điền Long An là những người chơi ổn định hơn, xuất sắc hơn và giành chiến thắng với tỷ số là 25-16. Một tình huống phát bóng ra ngoài của Kim Hoa. Kai Siwin là người phát bóng cho Thanh Hóa.
đánh bóng bàn tay trắng đối phương ra ngoài. Đó là tình huống tấn công của Chen Baiyan. Phát bóng ra ngoài. VTV Bình Điền Long An họ sẽ chơi lên tình huống này. Đó là một tình huống bóng trong sân, một pha phát bóng ghi điểm trực tiếp của Trà My. Tình huống challenge thành công của huấn luyện viên Thái Quang Lại. Sẽ tiếp tục là tình huống nhảy phát bóng của Trà My. Đó là pha xử lý không tốt của Hoàng Thị Thảo. 3-1 cho VTV Bình Điền Long An. Hoàng Thị Thảo chủ động thực hiện tình huống vỗ bóng. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì chị đã không thực hiện được như mong muốn. Tiếp tục sẽ là một tình huống nhảy phát bóng của Trà My. Lần này thì tình huống phát bóng của đối chuyền bên phía Long An bóng ra ngoài. Thanh Hóa có điểm số thứ hai. Bóng bật tay trắng của Thanh Hóa ra ngoài. Đó là một tình huống đập bóng rất mạnh của Chen Baiyan. Bóng bật tay của Trịnh Thị Huyền và Hoàng Thị Thảo bay ra ngoài. Rất hay. Một tình huống tấn công sâu vạch 3 mét cực kỳ uy lực. Đoàn Thị Xuân phát bóng. Đó là một tình huống xử lý bóng tốt của Khánh Vy. Một tình huống đánh bóng dọc biên và điểm rơi của bóng là ở cuối sân. Bây giờ thì Chen Baiyan sẽ là người phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Rất đáng tiếc. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có điểm số thứ tư. Năm đều. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống bắn chuyền một lên quá cao của Khánh Vy khiến cho Kim Thoa không thể xử lý bóng trong tình huống vừa rồi. Bóng ngoài, tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3 của Kim Thoa và Như Anh. Và ra tay rất nhanh của Như Anh, tuy nhiên cô đã đưa bóng đi ra ngoài. Vẫn tiếp tục là cầu phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Lúc này thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã vươn lên dẫn điểm 6-5. Lần này thì Như Anh và Kim Thoa đã thành công. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phối hợp nhanh này của hai vận động viên bên phía VTV Bình Điền Long An.
cơ hội lại mở ra cho Long An. Đó là pha ghi điểm của Kai Seo-win. Trước đó chúng ta phải dành lời khen cho pha phòng thủ rất ngoan cường của Phạm Thị Thúy, tạo điều kiện để cho Kai Seo-win ghi điểm 7-6 cho Thanh Hóa. Rất hay một tình huống tấn công sau vạch 3m của Chen Baiyan, 7-7. Hai đội đang cống hiến cho khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước những diễn biến rất hấp dẫn, rất cân bằng. Và đây là set đấu thứ tư của trận đấu này. Cơ hội đang thuộc về Long An. Không thể cứu bóng. VTV Bình Điền Long An trở lại thế dẫn điểm 8-7. Trà My trận đấu ngày hôm nay đã chơi rất tự tin, rất nhiều những tình huống bóng được ghi điểm bởi đối chuyền trẻ số 1 bên phía VTV Bình Điền Long An. Phòng thủ không thành công. 8-8. Đó là tình huống đánh bóng của Kai Seo-win. Đây chính là linh hồn của xi măng Long Sơn Thanh Hóa, một bản hợp đồng rất thành công của đội bóng xứ Thanh. Thông minh, cực kỳ tỉnh táo và thông minh trong tình huống vừa rồi. Một tình huống bỏ nhỏ gây bất ngờ cho toàn bộ các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Không ai kịp làm gì trước tình huống bỏ nhỏ này của Kai Seo-win. Đó là câu trả lời từ Chen Baiyan. 9-9. Chen Baiyan chủ động đi về phía phần sân của xi măng Long Sơn Thanh Hóa để trao cái bắt tay cho libero Phạm Thị Thúy. Có thể thấy rất nhiều những cử chỉ fair play được thể hiện ở trên sân. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống có thể tạm gọi là một tình huống đóng dấu của Chen Baiyan với Phạm Thị Thúy. Tiếp tục là Chen Baiyan. Vẫn còn hoan hô các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Và người dứt điểm vừa rồi là Đoàn Thị Xuân. 19 cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là cầu phát bóng của Kai Seo-win. Mười một chín cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta tiếp tục phải tận hưởng những hơi khắc mà Kai Seo-win xuống hàng sau và thực hiện những pha phát bóng của mình, những tình huống phát bóng rất khó, bóng rất xoáy và quỹ đạo rất khó chịu. Đây là Chen Baiyan. Bóng đã chạm cột giới hạn rồi. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 10-11. Có thể xem là tạm yên tâm khi mà cầu phát bóng của Kai Seo-win đã khép lại rồi. Bây giờ sẽ là những tình huống nhảy phát bóng của Trà My. Vẫn còn.
điểm số thứ 12 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đó là một pha đánh bóng của Đoàn Thị Xuân. Có thể thấy sau khi về với đội bóng quê hương thì Đoàn Thị Xuân nhận được sự tín nhiệm từ ban huấn luyện cũng như là từ các đồng đội của mình và chị được đeo băng đội trưởng của đội bóng này. Chắn bóng tốt. 13-10. Thanh Hóa đang có những bước lên điểm và khoảng cách lúc này là 3 điểm. Người đã chắn bóng thành công là Trịnh Thị Huyền. Đổi về điểm cho VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống đánh bóng chéo sân của Chen Bây Gia. Rất hay. Tình huống đánh bóng sở trường của Đoàn Thị Xuân. 14-11, Thanh Hóa vẫn đang nắm lợi thế dẫn điểm. Một pha tấn công ở vị trí số 2 chéo sân uy lực của Đoàn Thị Xuân. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Có vẻ như Chen Bayan đang có dấu hiệu bị đau. Sau tình huống tấn công vừa rồi thì chị đã ngồi sập xuống. Đây là chính là phản ứng của Chen Bayan sau tình huống tấn công vừa rồi. Chen Bayan được thay ra rồi. Có vẻ như là Chen Bayan đã bị đau. Lúc này thì VTV Bình Điền Long An đang gặp đôi chút bất lợi rồi. Đây là những hành động, những cử chỉ rất fair play của Chen Bayan trong khoảng thời gian thi đấu trên sân vừa qua. Điểm số thứ 15 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Trên sân lúc này của VTV Bình Điền Long An là toàn bộ các nội binh. Điểm cho Thanh Hóa. Trọng tài xác định đó là lỗi trên lưới. Chuyền hai, đội trưởng Kim Thoa đang trao đổi với trọng tài. Tuy nhiên trọng tài đã đưa ra quyết định 16-12 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải đưa ra quyết định tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Bất lợi đang thuộc về các cô gái đến từ Long An, khi họ ngoại binh của họ đang gặp đôi chút vấn đề về chấn thương. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến ở set đấu thứ tư. Chen Bayan của VTV Bình Điền Long An vẫn chưa thể trở lại sân thi đấu. Điểm số 17 cho Thanh Hóa. Khoảng cách 5 điểm đã được tạo ra rồi. Có vẻ như việc thiếu vắng Chen Bayan đang gây một chút tâm lý cho các vận động viên trên sân của VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là cầu phát bóng của Hoàng Thị Thảo.
vẫn còn. Cơ hội tiếp tục mở ra cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là Ca Siêu Quyền. Vẫn còn, Khánh Đàn đã phòng thủ. Tuy nhiên ở lần phòng thủ tiếp theo thì đồng đội của Khánh Đàn đã không thể cứu bóng thành công. Và đập bóng của Khánh Vy đã không vượt qua được Lê Thị Dung và gây khó khăn sau đó cho đồng đội của cô. Bây giờ thì Chen Bayan đã trở lại sân rồi. Đây là thời điểm rất rất quan trọng đối với VTV Bình Điền Long An. Nỗ lực cứu bóng của Chen Bayan rất hay. Chúng ta phải dành lời khen rất lớn cho Chen Bayan trong tình huống cứu bóng vừa rồi. Nó mở ra một cơ hội cho VTV Bình Điền Long An. Và người đã ghi điểm cho VTV Bình Điền Long An trong tình huống vừa rồi đó là Khánh Vy. Một tình huống xử lý trên lưới nhanh của Khánh Vy. Có thể thấy với mật độ thi đấu tại giải vô địch quốc gia thì các ngoại binh đều tỏ ra có một chút quá tải. Đó là tình huống chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Như Anh. Trước Chen Bayan thì ngoại binh của Vietinbank là Jin Jae ở trận đấu với câu lạc bộ LBBank Ninh Bình. Trận đấu diễn ra trước trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi thì Jin Jae cũng gặp chấn thương. Bóng trong sân. Đó là pha ghi điểm của Kai Si-win. Pha ghi điểm của Chen Bayan. Đó là một pha ghi điểm ở hàng sau. Có vẻ như Chen Bayan đang nén đầu để thi đấu. Trong tình huống tranh chấp bóng trên lưới thì Như Quỳnh của Thanh Hóa đã giành chiến thắng trước Kim Thoa 20-15. Như Quỳnh đã nhanh hơn trong tình huống vừa rồi. Khoảng cách lúc này giữa hai đội là 5 điểm. Thanh Hóa đang là đội nắm được lợi thế dẫn điểm trước đối phương. Điểm số thứ 21 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. 21-15. Chúng ta có thể nhìn thấy những sự khó khăn đang xảy ra với VTV Bình Điền Long An khi ngoại binh của họ bị đau. Những nỗ lực, những sự cống hiến của Chen Bayan là rất đáng ghi nhận. Con chạy một chân dài nha, có vẻ như Chen Bayan đã bị tái phát chấn thương cơ hông. Một chấn thương mà chị đã gặp phải ở trận đấu ra quân. Trong trận đấu ra quân thì VTV Bình Điền Long An vượt qua Vietinbank với tỷ số là 3-1. Nhưng trận đấu đó, sau trận đấu đó thì huấn luyện viên Thái Quang Lai có chia sẻ về trường hợp chấn thương của Chen Bayan.
đối với điểm cho VTV Bình Điền Long An 16-21. Đó là một pha xử lý bóng lên không tốt của Như Quỳnh. Vẫn còn. Tình huống đánh bóng của Chen Bayan đã bị chắn. Hai cầu thủ thực hiện bám chắn Chen Bayan trong tình huống vừa rồi là Kai Siwin và Như Quỳnh. Có thể thấy là việc Chen Bayan bị đau đã khiến cho sức tấn công của VTV Bình Điền Long An đã không được như trước. Không được rồi, một tình huống chuyền bóng không hiểu ý nhau của Kim Thoa và Lữ Thị Phương, 23-16. Quá khó cho huấn luyện viên Thái Quang Lai khi mà tay đập chủ lực của mình bị đau. Và các học trò của ông cũng đã nỗ lực rất nhiều. Đây là biểu cảm tiếc nuối của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Trà My đã đổi về điểm cho VTV Bình Điền Long An 17-23. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Thanh Hóa đã có điểm số thứ 23, VTV Bình Điền Long An điểm số thứ 17. Vẫn còn. Trọng tài xác định điểm cho VTV Bình Điền Long An, đó là tình huống chạm lưới của các cầu thủ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ban huấn luyện của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin thực hiện quyền challenge. Đó là một tình huống được xác định là các cầu thủ Thanh Hóa đã chạm lưới. Như vậy là quyết định của trọng tài số 1 là chuẩn xác. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Lên cứ bình tĩnh. Khi mà trên con đánh điểm hộ bóng lên tay em thì em sẽ đánh thoải mái đi. Đánh thoải mái đấy, thẳng đi thôi. Quỳnh cũng thế. Kể cả phụ công giờ nó cũng theo đâu, em bảo là em đánh nó ok đấy. Không phải là nói thoải mái đấy. Những trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước luôn đón nhận sự ủng hộ, sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả ở vùng đất Bình Phước. Và trên sân thì các cầu thủ cũng mang về những tình huống bóng rất hấp dẫn. Và bây giờ điểm số 24 đã thuộc về Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đó là một tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3. Người ghi điểm là Như Quỳnh. Hàng sau của VTV Bình Điền Long An trong tình huống vừa rồi đã phòng thủ không thành công. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này. Có thể xem Thanh Hóa là hiện tượng của giải đấu năm nay. Vẫn
vẫn còn. Đây là Kai Se Win. Các cầu thủ Long An vẫn đang rất lì lợm. Tuy nhiên hàng trắng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã mang về điểm số thứ 25 ở set đấu thứ 3 và ở set đấu thứ 4 và ở set đấu thứ 4 này, khi mà VTV Bình Điền Long An gặp bất lợi về ngoại bình, khi trên Bay Giàn gặp chấn thương, thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã tận dụng triệt để và thành công cơ hội này để có thể mang về chiến thắng ở set đấu thứ 4 với tỷ số là 25-18. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này với tỷ số là 3-1, một trận đấu diễn ra với 4 set đấu. Tuy nhiên, diễn biến của 4 set đấu đều diễn ra rất căng thẳng, kịch tính và giành giật nhau từng điểm số. Đội bóng bản lĩnh hơn ở mỗi set đấu là những người vượt qua được rào cản tâm lý cũng như là về mặt chuyên môn để có thể giành chiến thắng ở set đấu của mình. Và với chiến thắng này thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã có 3 trận đấu toàn thắng. Họ trở thành một hiện tượng rất thú vị ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An sau 2 chiến thắng